Xin chào các bạn. Hôm bữa mình đã làm một món về chân gà. Bữa nay chuyển sang cái bộ phận khác của con gà nha. Đó là cánh gà với món cánh gà chiên nước mắm. Và ở đây mình mua là 700g cánh gà. Tươi rồi rói luôn. Bây giờ mình sẽ cho bột mì vô trong cánh gà này để mình rửa ha. Sau khi đã rửa sạch sẽ tinh tôm rồi á thì mình sẽ đem đi chần sơ với nước sôi ha các bạn. Mình sẽ cho vào trong nồi nước này á là gừng thái lát nè, sả cay, một ít giấm và một ít muối nữa. Mấy cái này á thì nó sẽ giúp khử mùi hôi của cánh gà rất là tốt luôn á các bạn. Xong rồi thả cánh gà vào và mình sẽ chần sơ 1 phút. Sau đó rửa lại với nước một lần nữa cho sạch. Để cho chân gà thiệt là ráo nước rồi á, mình sẽ chuyển ẻm sang cái tô ha. Tiếp theo thì mình sẽ ướp thịt với một chút xíu muối. Cái này khoảng 1/4 muỗng ha. Rồi, một chút xíu tiêu trắng nữa, hoặc là tiêu đen, cái nào cũng được hết. Và đặc biệt là ướp với bột tỏi cho nó thơm. Xong rồi, trộn đều lên nha. Và mình sẽ ướp khoảng 30 phút để cho nó ngấm gia vị. Bây giờ là tới phần làm nước sốt. Mình sẽ cho vô trong chén này là 2 muỗng đường nè, nửa muỗng hạt nêm, rồi ớt bột. Ớt này là không có cay ha các bạn, để vô cho nó đẹp thôi. Mình cho vô 2 muỗng ớt bột, mật ong 1 muỗng. Và thành phần hết sức quan trọng luôn, đó chính là nước mắm 2 muỗng. Cuối cùng thêm 50ml nước lọc nữa và trộn cho nó đều lên. Phần gia vị là xong rồi, bây giờ mình sẽ băm thêm một ít tỏi và hành tím nữa để lát mình phi lên cho cái sốt nó thơm ha. Trời ơi, nãy giờ chờ đợi mòn mỏi luôn, là hơn nửa tiếng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành chiên nha. Cho dầu ăn vô trong chảo nè. Mình chiên ngập dầu á, cho nên là cho nhiều dầu một chút. Đợi cho dầu nó sôi già lên rồi đó các bạn, mình sẽ cho cánh gà vào. Mình chiên khoảng 15 phút thôi là cánh gà nó sẽ vàng giòn như thế này nè các bạn. Đẹp ghê chưa? Bây giờ mình vớt ra để cho nó ráo dầu ha. Bây giờ là tới phần làm nước sốt. Mình sẽ cho một ít dầu ăn vào trong chảo này. Cái dầu ăn mà hồi nãy mình chiên gà còn dư á, tận dụng luôn. Dầu nóng lên rồi á thì cho hành tím băm nè, tỏi băm vô. Phi cho nó thơm, thiệt là thơm lên.
thơm nức nở luôn các bạn ơi. Xong rồi á, mình cho cái chén gia vị thần thánh hồi nãy mình chuẩn bị á, cho vô nha. Để cho nước sốt nó kẹo kẹo lại rồi cái mình cho cánh gà vô, lăn qua nước sốt. Vậy là xong. Trời ơi, các bạn coi nè, nó vàng đẹp làm sao luôn á. Thơm ơi là thơm. Vậy là xong rồi đó các bạn. Giờ chỉ dọn ra là xử thôi. Trời ơi, coi nè, ở bên ngoài nó vàng ưa mà các bạn, đẹp lắm. Mà sao lên hình nó sậm màu lại ha. Phía bên trong á các bạn, nó mềm. Bên ngoài á, nó mặn mặn ngọt ngọt. Ăn với cơm là ngon hú hồn chỉ nén luôn. Không có còn gì mà hợp hơn được nữa. Cặp bài trùng. Trời ơi, cơm đang nóng bốc khói luôn. Không hề cay luôn các bạn, không có cay gì hết trơn. Con nít rất là dễ ăn. Cái này nè cho mấy ông đàn ông uống bia cũng rất là hợp luôn. Ngon gì đâu luôn á. Thơm ơi là thơm luôn các bạn ơi. Các bạn làm theo công thức này của mình ha. Xin hứa là không ngon không lấy tiền. Trời ơi nó ngon lạ luôn lắm luôn á. Một cái món mà siêu 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 bắt cơm. Và mình chúc các bạn là sẽ thành công với món ăn này ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Bye bye.